Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến bài 26, một bài đọc ngắn và nội dung của nó vẫn là cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất trong cái đoạn văn này là gì. Các bạn nhớ check căn thời gian và xem cái phần giải thích của mình ngày hôm nay nhé. Đầu tiên mình sẽ cùng đọc cái câu hỏi là Hisaka itai koto wa nani ka, cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất là gì. Bây giờ mình sẽ cùng đọc cái phần chi tiết ở trên đây. Eigo ga umaku naritai nihonjin no ika ni oi koto ka. Ika ni cộng với lại cầu từ để hỏi ở đằng sau, nó là một cái cụm cấu trúc ngữ pháp, nó bằng với cái từ how ở trong tiếng Anh ấy, là như thế nào ấy, đến mức độ như thế nào ấy. Người Nhật thì có rất là nhiều người Nhật rất là muốn giỏi tiếng Nhật như thế nào ấy, thì sore wa shinbun ya zakushi de eigo gakushi ni kansuru kōkoku wo mainichi no you ni mikakeru koto de mo wakaru. Thì sore wa ở đây nó chính là cái chủ đề được nói đến ở câu đằng trước, là có biết bao nhiêu người Nhật muốn trở thành muốn giỏi tiếng Anh ấy, thì cái điều đó có thể biết được thông qua cái việc là mikakeru koto demo, là chỉ cần nhìn qua các cái biển quảng cáo hoặc là các cái thông tin quảng cáo liên quan tới cái việc học tiếng Anh ở trên tạp chí cũng như là trên các cái tờ báo hàng ngày ấy, thì là chúng ta có thể hiểu được là cái số lượng người Nhật muốn giỏi tiếng Anh nó nhiều đến mức độ như thế nào. Kore sae oboereba eigo no tatsujin ni nareru mainichi tatta 15 fun kiku dake de hanaseru you ni naru nado itomo tayasuku. Ở đây có cái từ itomo, nó bằng với lại hông tô ní hoặc là mặt tắc cự này, thì nó chỉ đơn giản là thể hiện là rất là gì đó thôi. Còn taya sức cự là một cái từ goi, nghĩa là can tan, rồi yoi là nghĩa là đơn giản ấy. Na độ ở đây là các cái danh từ đưa ra các cái ví dụ như là chỉ cần mình nhớ cái này thôi là sẽ có thể trở thành một cái người nói tiếng Anh rất là tốt này, rồi hàng ngày chỉ cần nghe 15 phút thôi là sẽ có thể nói được này. Thì nghe có vẻ là rất là đơn giản đúng không? Thực sự rất là đơn giản. Những cái câu mà được trích dẫn ở trong ngoặc ở đây nó chính là các cái cô cốc cự ấy, là các cái tờ báo liên quan tới cái việc học tiếng Anh ấy, thì người ta viết những cái câu như vậy và nó trông có vẻ rất là gì, đơn giản, thực sự là đơn giản. Eigo o mono ni dekiru ki ni saseru yōna senden bunku ga narande iru. Narande iru ở đây là la liệt các cái lời quảng cáo hoặc là các cái câu quảng cáo, kiểu như là saseru ở đây là khiến luôn, khiến cho mọi người có cái cảm giác là có thể thành thạo được tiếng Anh. Cái ego o mono ni dekiru là một cái hyogen mà chúng ta cần phải nhớ, là nani nani o mono ni suru này, hoặc là mono ni dekiru là thành thạo cái gì đó hoặc là biến cái gì đó thành của mình ấy. Thì trong cái đoạn này mình sẽ dịch là la liệt các cái câu quảng cáo khiến cho mọi người nghĩ rằng là có thể thành thạo hoặc là thông thạo tiếng Anh. Hatashite gogaku no zotachi ni chikamichi wa aru no darou ka. No darou ka, đây là một cái câu hỏi tu từ đặt ra ở trong một cái đoạn văn, thì là mình sẽ xem là người ta trả lời cho cái câu hỏi tu từ này như thế nào. Thì nó chính là cái ý mà tác giả người ta đang muốn nói tới nhất. Thì ở đây mình đang hiểu là liệu có một cái con đường gần nhất để mà thành thạo tiếng Anh được hay không. Hatashite ở đây là quả thật là hoặc là quả đúng là. Vậy thì rốt cục là liệu có một cái con đường ngắn nhất để mà thành thạo tiếng Anh được hay không, hoặc là thành thạo ngôn ngữ được hay không. Watashi wa sore wa kaketa shikan ni hirei suru to omotte iru. Hirei suru ở đây có nghĩa là tỷ lệ với cái thời gian mà bỏ ra. Kaketa shikan là đây đấy. Kaketa shikan ở đây là tỷ lệ với cái khoảng thời gian mà mình bỏ ra ấy. Còn cái sore ở đây nó thay thế cho cái câu đằng trước là cái con đường ngắn hoặc là cái con đường gần để mà thành thạo được tiếng Anh thì liệu có hay không. Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ tỷ lệ với cái điều đó, hay là cái con đường đó ấy, nó sẽ tỷ lệ với lại cái thời gian mà mình bỏ ra. Thì bây giờ cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất ở đây là gì? Như vậy cái câu cuối cùng này nó chính là cái câu trả lời cho cái câu ở đằng trước là liệu có cái con đường tắt nào để mà thành thạo được ngôn ngữ hay không. Thì tôi nghĩ rằng là cái con đường đó nó sẽ tỷ lệ đúng không? Tỷ lệ với cái thời gian mà công sức mà mình bỏ ra. Vậy cái ý của cái đoạn văn này nó có nghĩa là gì? Có cái con đường ngắn không ạ?
Chắc chắn là không đúng không? Mà nó chỉ là do cái công sức hoặc là cái thời gian mình bỏ ra thôi. Cái con đường đấy nó sẽ tỷ lệ với cái thời gian và cái công sức mà mình bỏ ra. Thế nên đáp án của mình nó chính là cái câu số 1 này này. Mizukai si kan de go gakukan umaku naru koto wa nai. Có là không có cái chuyện mà có thể giỏi được cái ngoại ngữ trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, mà nó sẽ tỷ lệ với cái khoảng thời gian mà mình bỏ ra. Còn câu 2, câu 3, câu 4 mình xem lại như thế nào nhé. Shinbun ya yashi no kokoku ni go gaku no zotatsu no chikamichi ga kaite aru, là trong các cái tờ quảng cáo trên tạp chí hoặc là trên báo chí thì đang viết về cái con đường ngắn nhất, con đường tắt để mà giỏi được cái môn ngoại ngữ, thì nó đúng với cái đoạn ở phía bên trên, là trên các cái tờ báo tạp chí người ta viết về những cái con đường đó, về cái cách mà để giỏi tiếng Anh một cách rất là nhanh chóng dễ dàng đúng không? Nhưng mà ở đây trong bài này nó có một cái câu hỏi tu từ nó nằm ở giữa bài này này, là liệu phải chăng có cái con đường đó không, thì tác giả phủ định lại cái việc đấy nên câu 2 này bị sai. Câu 3 là gì ạ? Go gaku no gakushū ni shikan wo kakeru no wa yoi hōhō to wa ienai, là cái việc mà dành thời gian cho việc học ngoại ngữ, học ngôn ngữ thì không thể nói rằng là đó là một cái phương pháp tốt, thì cái câu này bị sai hoàn toàn rồi. Còn câu 4 là gì ạ? Kantan ni go gaku ga zotatsu suru hōhō ga aru ka dō ka wa wakaranai, có là không biết được là liệu có cái phương pháp nào để mà zotatsu là thành thạo cái ngôn ngữ một cách đơn giản hay không, thì cái dō ka wakaranai này cũng bị sai, nên là cái đáp án của mình nó chỉ là cái số 1 giống như là mình vừa phân tích. Cái bài này mình rút ra được một cái kinh nghiệm là trong một cái bài đọc mà nó có xuất hiện một cái câu hỏi tu từ, một cái câu hỏi mà tác giả tự đặt ra cho mình, tự đặt ra cho người đọc, thì mình sẽ xem là tác giả trả lời cho cái câu hỏi tu từ đấy như thế nào, thì nó chính là cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất. Kể cả bài ngắn hay bài dài mà mình xuất hiện một cái câu hỏi tu từ như thế thì là chúng ta đều có thể tìm cái cách mà tác giả, cái đáp án mà tác giả trả lời nó như thế nào cho cái câu đấy, thì nó chính là cái nội dung mà tác giả muốn nói đến nhất nha. Đấy, thì cái bài ngày hôm nay của mình kết thúc lại đây. Các bạn nhớ là lưu lại các cái từ vựng mà mình bắt gặp như là ikani này, nó bằng với how ở trong tiếng Anh ấy, đi với lại cái từ để hỏi là đến mức độ như thế nào này, như thế nào này, rồi cái tayasuku là tayasu ấy thì nó là đơn giản này, rồi hataste là rốt cuộc là liệu có cái nọ hay kia hay không, cái từ hile ở đây là tỷ lệ với lại cái thời gian mà mình bỏ ra. Đấy, thì hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha.